Cái căn nhà này á, là cô để trống lâu rồi, tìm mãi á, giờ mới có được một người chịu trông như con vậy đó. Nè, chìa khóa của căn nhà nè, con tự do sinh hoạt thoải mái nha, nhưng mà nhớ không có được thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà, nhất là cái bức tranh treo trong nhà tắm á, của con cô á. Không thôi á, mai mốt về á, nó nhằn cô chết á. Dạ. Tại vì nó thích như vậy đó. Dạ, con biết rồi. Dạ, con cảm ơn cô. Không có được thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà, nhất là cái bức tranh treo trong nhà tắm của con cô á. Dạ, cô trả con cũng khá, có chỗ ở đàng hoàng, lại còn có tiền xài nữa. Dạ, con biết rồi. Mà thôi trễ rồi, mẹ đi ngủ đi. Con cũng đi ngủ luôn đây. Vậy nha mẹ. Nhà mẹ ngủ ngon. Này nè, cô để trống lâu rồi, tìm mãi giờ mới có được một người trông như con vậy đó. Nè, chìa khóa của nhà nè, tự do sinh hoạt thoải mái nha, nhưng mà nhớ không có được thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà nha.
Mà nhất là cái bức tranh treo trong nhà tắm của con trai cô đó, cứ không thôi mai mốt về nó nhằn cô chết á. Nhớ tại vì nó thích như vậy.